lần đầu tiên em làm chuyện ấy các bạn ạ. Giờ này chạy demo. Tập hợp anh á. Lần đầu tiên em tập hợp. Lần đầu tiên em nhớ là được tập hợp chắc chắn. Video này quay ngày mai sẽ trình diễn cái dàn sới này, đó là dàn sới sới khô. Ngày mai 8 giờ địa chỉ tại xã Phú Thọ. Anh em nào gần vùng này thì có thể lại đây xem nó chạy thực tế. Còn video chi tiết thì tôi sẽ quay nó vào buổi sáng hôm nay luôn. Thử thì mình thử sới khô mình mới biết là cái dàn sới nó như thế nào, chứ sới nước thì quá mềm, mà dàn sới nó chưa có đủ tải. Giờ 2m25 không nghe? Nó để 2m25 không? Bình bản gì vậy? Như vậy là dàn 2m25. Chiếc Hyundai 530 này nó sẽ chạy demo. Nó sẽ cổng như sới này chạy demo. 530 này là nó gần 55 HP, tương đương 55 ngựa. Và ngày mai sẽ sử dụng cái dàn này để mình chạy demo. Địa chỉ là ấp Long Phú, xã Phú Thọ, Tam Nông, Đồng Tháp. Anh chị nào mới gần khu vực này thì có thể đến đây để xem nó chạy thực tế như thế nào. Thì ngày mai thì những sản phẩm demo sẽ được bán với cái giá khá là rẻ so với cái dàn mới bóc tem như vừa rồi. Vừa rồi là nó đã còn mới nguyên thùng nha. Mình vừa bóc tem thôi. Khi mua dàn sới mình quan tâm đến nhiều cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề chạy thực tế này, nên cái vấn đề demo và chạy thực tế thì chúng ta mới đưa ra được cái quyết định. Anh chị nào mà lần đầu tiên đi mua thì cũng biết mấy cái vấn đề đó, cũng như là nhiều cái vấn đề khác, ví dụ như dàn nào để sới nước, dàn nào để sới khô, hoặc là nó sử dụng nhông gì, sên gì, chất liệu nó như thế nào, nó bảo hành bảo dưỡng như thế nào, nó xài nhớt gì. Những cái vấn đề đó này, khi đến cửa hàng tôi sẽ tư vấn một cách kỹ càng để mọi người sử dụng nó một cách lâu dài, và cái số tiền mình bỏ ra nó xứng đáng hơn so với cái dịch vụ mà chúng tôi mang lại. Dàn này thì phù hợp để chạy 530 cũng như là 6040. Thì có một dàn máy 8 ở bên phía trong thì tôi chưa có bóc tem. Thì chiều nay tôi sẽ trưa nay tôi sẽ bóc luôn. Và để mọi người xem về cái chi tiết của nó. Nó phù hợp với những cái con 5018 của Kubota. Con này thì phù hợp với 6040 nè. Hàng ốc ở trong bịch đó chú anh. Cắt kêu. Đó được. Cứ đừng chặt đi. Trong đầu tiếng á. Dàn demo đó. Đúng, không ai mua đó chú anh. Hai năm dạng này là 2m25.
Đây bên trong này, bên phía bên trong này thì có một vàng rồi, mình đem vào đây thì nó cũng hôm trước thì cũng bóc tem cho mọi người xem rồi. Vàng đó là vàng để xới nước. Còn đây là vàng trước mặt, vàng trước mặt là vàng 1m8 thì trong video sáng nay thì sẽ quay luôn. Còn bên này cũng là một cái vàng để bên này là vàng sứ khô cũng chưa bóc tem luôn. Thì sau cái video này sẽ có một cái video nữa chi tiết hơn là tất cả các linh kiện phụ tùng hoặc là những cái lớp vàng áo hoặc là sọ của nó có kích thước như thế nào, thì ngày mà chút lát nữa đây thì tôi sẽ có một cái video chi tiết hết luôn về kích thước của nó. Xong rồi sau cái video đó thì sẽ có cái video về cái nó hoạt động như thế nào trong một buổi chạy thực tế được gắn trên con 5030 với số vòng quay BTO là 540 vòng trên 1 phút và nó chạy xới khô thì chắc là khoảng số 2, số 1 tầng B và cái vàng 2m25. Ngày mai tôi sẽ quay một cách cận cảnh để mọi người xem và đưa ra quyết định mua hàng hay không, và nó coi nó phù hợp với cái máy mình hay không. Thì mọi người nhớ đón xem cái video này trên cái kênh của tôi, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video khác nữa về máy móc. Anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng 5030 một cầu thì tôi sẽ bán máy kèm theo dàn xới này với giá rẻ hơn, giá nó ưu đãi hơn so với việc mà mình mua cái dàn xới không. Thì bây giờ thì tôi sẽ kết thúc cái video này ở đây. Mình sẽ có một số cái video chi tiết nữa vào buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau. Nhớ đăng ký kênh để trở thành những người đầu tiên nhận được thông báo khi tôi đăng cái video lên trên cái kênh của mình. Hẹn mấy cài xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo.